Cùng theo dõi bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 25 tháng 5 với những tin chính sau đây. Toàn cầu sắp chạm mốc 5,5 triệu ca nhiễm nCoV. Trung Quốc thử thành công vaccine COVID-19 trên người. WHO khuyến cáo nên cấm lưu hành thuốc lá điện tử. Cảnh báo bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Thế giới ghi nhận gần 5,5 triệu người nhiễm nCoV, trong đó hơn 346.000 người chết. Brazil ghi nhận thêm 15.813 ca nhiễm và 653 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 363.211 và 22.666, tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai thế giới. Giới chuyên gia cho rằng ca nhiễm thực tế có thể cao hơn 15 lần so với số liệu được công bố do năng lực xét nghiệm hạn chế tại quốc gia Nam Mỹ này và dịch bệnh ở Brazil phải đến tháng 6 mới đạt đỉnh. Bất chấp dịch bệnh lây lan, tại các khu ổ chuột của Brazil, người ta gần như không bàn đến điều này bởi rõ ràng ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền. Dù số ca tử vong tại Mỹ đã giảm trong những ngày qua, nhưng số ca nhiễm mới tính theo ngày vẫn cao. Với hơn 19.614 ca mới trong một ngày, tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 1.686.442 ca. Tổng số ca tử vong là 99.330 ca, tăng 617 ca so với ngày trước đó. Theo hãng tin Reuters, với việc người Mỹ ùa ra biển tắm nắng, câu cá, vui chơi trong dịp cuối tuần trùng với ngày lễ toàn quốc tưởng niệm chiến sĩ trận phòng vừa qua với chỉ vài người đeo khẩu trang, dự báo số người tử vong do dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm vượt mốc 100.000 người. Tổng thống Vladimir Putin hôm 22 tháng 5 tuyên bố dịch bệnh ở Nga đã ổn định, tạo môi trường thuận lợi để nới lỏng hạn chế, nhưng ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết duy trì năng lực của bệnh viện trong trường hợp xuất hiện làn sóng lây nhiễm mới. Còn tại Việt Nam, đã bước vào ngày thứ 39 không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Báo Politico Mỹ nhận định Việt Nam là nước ứng phó tốt nhất với đại dịch COVID-19. Kết quả thử nghiệm được công bố trên tạp chí The Lancet ngày 22 tháng 5 cho biết, 108 tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine AD5-nCoV hồi đầu tháng 3 tại Trung Quốc nay đã tạo phản ứng miễn dịch chống lại nCoV. Vaccine AD5-nCoV được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học CanSino Trung Quốc là một trong những vaccine đầu tiên thử nghiệm ở người vào ngày 18 tháng 3 sau Mỹ 2 ngày. Vaccine được điều chế dựa trên một loại virus cảm lạnh thông thường làm suy yếu, sau đó đưa vào tế bào người để mang theo một đoạn vật liệu di truyền từ nCoV. Vật liệu di truyền này cung cấp các hướng dẫn để tạo ra gai protein trên bề mặt của nCoV. Hệ thống miễn dịch của người sẽ tạo ra các kháng thể chống lại các gai protein của nCoV. Các tác dụng phụ phổ biến nhất là đau nhẹ tại vùng tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu và đau cơ. Các nhà nghiên cứu dự kiến thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 với 500 tình nguyện viên. Những người tham gia sẽ được tiêm một liều thấp hoặc trung bình hoặc giả dược. Nghiên cứu cũng tiến hành với những tình nguyện viên trên 60 tuổi, xem xét các tác dụng phụ cho đến 6 tháng sau khi tiêm chủng. Thông tin của ông Nguyễn Tuấn Lâm, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho hay, WHO khuyến cáo các quốc gia tốt nhất là cấm lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá kiểu mới, còn nếu cho phép, cần quản lý chặt để hạn chế những ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Theo Bộ Y tế, sau nhiều năm phòng chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam có giảm từ trên 53% nam giới trưởng thành xuống còn trên 45%, ở nữ giới giảm từ 2% xuống còn 1,1%. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử lại tăng, đặc biệt là trong giới trẻ, ở nhóm học sinh, sinh viên và thanh niên. Đến nay, Hà Nội ghi nhận 137 ca mắc sốt xuất huyết, phân bố rải rác tại 23 trên 30 quận huyện, trọng tâm là khu nội thành, khu đông dân cư và nơi có hạ tầng cơ sở chưa phát triển. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết ở thành phố từ đầu năm đến nay giảm gần 45% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện đã bước vào mùa cao điểm của dịch nên nguy cơ gia tăng trong thời gian tới rất cao. Hiện nay, thời tiết miền Bắc đang vào mùa hè, nắng nóng và mưa nhiều sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi, truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển và truyền bệnh. Ngoài sốt xuất huyết, còn có một số bệnh truyền nhiễm khác cũng có nguy cơ bùng phát. Đặc biệt trẻ em dễ mắc bệnh do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ mắc các bệnh dịch mùa hè từ viêm da, ho, sốt, tiêu chảy, đặc biệt có nhiều trẻ mắc chân tay miệng, thủy đậu. Cơ quan y tế khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, hướng dẫn và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc về điều trị. Khi
Khi trẻ mắc bệnh chân tay miệng thủy đậu, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, cách ly và theo dõi.